Ta giao cho đồ đệ rõ ràng là chút công phu chính đạo. Nhưng năm đó đại đồ đệ lấy ta làm đồ đệ, mỗi ngày đốt giết bỏ trốn mạng. Hai đồ đệ nhận không khói diệt thư làm khí trừng phạt giếng vô thượng ma tôn. Tam sư đệ một dẫn nhìn sông rộng, làm cho toàn bộ giới giải trí vô tội sợ hãi nam thẳng muốn ngoại thiên ma tấn công. Ta một mình từng có tất cả kiếm để đánh bại người Trung Quốc mới phát hiện ta mới là ma đầu lớn nhất. Một năm rồi, món tay vàng và hệ thống đều không đến. Hơn nữa, với tài năng rác rưởi của tôi, tốt hơn là nằm xuống nhiều hơn. Con người phải dũng cảm chịu. Đây là tu tiên giới giết người đoạt báo đều là chuyện thường xảy ra. Vẫn là mạng sống quan trọng, phát hiện hệ thống máy chủ phù hợp đang bị ràng buộc. Tôi mua cái quái gì vậy? Xin đừng vu khống tôi, Thẩm Xuân luôn là một người tích cực tiến bộ. Mức độ ràng buộc của hệ thống nhận học sinh, chỉ cần đệ tử có thể đem công pháp tu luyện nhập môn, hắn có thể trực tiếp tiếp nhận công pháp của đồ đệ. Hơn nữa dùng công pháp này tu hành, sẽ không có nút thắt cổ trai trong thực hành. Quan trọng hơn là mỗi khi đệ tử đột phá một cảnh giới, hắn cũng sẽ đột phá và sức chiến đấu gấp trăm lần đệ tử. Hệ thống là hệ thống tốt, nhưng công pháp đến từ đâu? Tôi cũng là một người yêu tiểu thuyết, không có não mắt xăm không ít xem, bồ đề văn cũng xem rất nhiều, vậy đành phải tự mình biên soạn công pháp trước. Về người nhận, hệ thống không có một gợi ý nào, hắn chỉ có thể tự mình thử vận may. Điều này Thẩm Xuyên rất không hài lòng, nhưng cũng không có cách nào. Nghe chưa? Vị hôn thê của công tử nhỏ Sogunner hôm qua đến nhà từ hôn. Tất nhiên rồi, thật là xấu hổ. Lần này năm đó Tiêu Yến là thiên tài tu hành, không biết vì lý do gì mà không thể tu luyện. Thật đáng tiếc, nếu không cũng sẽ không có chuyện từ hôn. Trước đây là thiên tài, nếu không không thể tu luyện. Vị hôn thê từ hôn còn họ Tiêu Minh Diễm, mẫu nhân vật chính đã hoàn thành này. Đồ đệ bảo bối đến làm sư phụ rồi. Sao? Trong tiêu phủ có rất nhiều cường giả, tuy tiện nhặt ra một cái là có thể nghiền chết chính mình. Nhập khẩu bỏ qua, không ngờ nhận một đệ tử lại rất khó. Tôi vẫn là một con thỏ chờ đợi. Tại sao? Tôi rõ ràng đã cố gắng tu luyện như vậy, tại sao không có tác dụng gì? Thiên địa linh khí đều đang buộc ta đi. Tôi không cam lòng, tôi không cam lòng. Muốn luyện tập không? Không. Thật đáng tiếc, gần đây mới tạo ra một môn công pháp, tôi không thể tìm thấy một cái phù hợp để thử nghiệm. Vốn xem bạn là người thích hợp, bây giờ xem ra phải tìm lại một cái. Tiền được giữ lại. Công pháp này của ta cần vũ khí cực cao, hơn nữa luyện không tốt sẽ nguy hiểm đến tính mạng, chắc chắn còn phải tôn tôi làm thầy. Tôi muốn hỏi anh vài câu, xem câu trả lời của bạn có làm tôi hài lòng không. Muốn làm người, bạn nên làm gì? Làm việc chăm chỉ, nên tàng may mắn còn đủ mạnh. Mê Mơn, bạn đã bao giờ nghe một câu nói cũ chưa? Ăn gì bổ sung gì, muốn làm người thì phải ăn thịt người. Rất tốt, miễn cưỡng để bạn vào cửa nhà tôi. Đồ nhi bái kiến sư tôn, công pháp còn cần chút hoàn thiện, vài ngày nữa sẽ truyền lại cho bạn. Cũng là lúc quay về rồi. Rách không gian thoáng qua vạn mét. Đây là phong cách cao nhân thật sự. Hệ thống cho không gian nhảy thực sự tốt. Mặc dù mỗi ngày chỉ có thể dùng 3 lần, nhưng hiệu quả này khá tốt. Bạch Bạch Hổ có một thiên mệnh nhân vật chính. Sư phụ, khi nào thì ngài truyền công pháp của tôi? Đừng vội, công pháp còn cần sửa đổi một chút. Phải đảm bảo tính mạng của ngươi. Sư phụ, công pháp sửa xong chưa? Được rồi. Sư phụ thật tốt. Công pháp viết rõ ràng rõ ràng, hãy nhìn vào sự hiểu biết của chính bạn. Mộ tước thu phục các loại ngọn lửa mạnh mẽ có thể để công pháp tiến hóa vô hạn. Điều Sơn Trúc Hải chỉ ăn gà thao, sau khi lớn tiếng một tia lửa có thể làm cho chân không 90.000 dặm. Chúng tôi đều nghĩ đó là những hạt mưa rơi xuống. Thực ra là chúng ta rơi vào bầu trời. Hay nhớ khi một con đường không đi được, cũng có thể đổi một góc độ khác, đổi một con đường khác, phải học cách linh hoạt. Sư phụ này, chào bạn tu luyện.
Sư phụ nhất định sẽ thất vọng về ta. Chẳng lẽ cả đời tôi chỉ có thể là một cái phế nhân? Không, tôi không muốn. Tôi nhất định có thể luyện thành. Tu hành vốn là đi ngược lại trời. Không thể vội, mọi thứ đều vội. Ngủ đi. Là sư phụ, bạn yên tâm. Tôi chắc chắn có thể hiểu được. Tôi cảm thấy những người học việc rẻ tiền này đang trên bờ vực sụp đổ. Phải thuyết phục. Có thể luyện thành được không? Dù sao cũng không thể để hắn bỏ mạng ở đây. Làm người làm chủ một cái lương tâm. Đồ đệ tu luyện ta làm hỏng. Đồ đệ làm hỏng tôi tìm lại. Dù sao cũng không thể tu hành được. Bạn đã bao giờ nghe một câu nói cũ? Ăn gì bổ sung gì. Muốn làm người thì phải ăn thịt người. Đúng vậy, có thể như vậy. Người lính cuộc sống. Sống chết theo thiên đạo luân hồi. Một câu kinh thiên tại câu 3 câu đường tự nhiên biết đây là luân hồi. Nhưng mà đạt đến 50 ngày mất 49 phần thưởng lưu lại một câu vạn chân chi linh 3 tiếng không ngông. Thanh không hổ là người có bảng điều khiển nhân vật chính. Nhanh hơn tôi mong đợi, nhưng tôi không bao giờ mệt mỏi với điều này. Nhưng lại không cảm nhận được chút nhiệt độ nào. Ngược lại lại khiến người ta khắp người đều cảm lạnh. Linh hồn đều đang chiến đấu. Hơn nữa theo đặc tính công pháp. Muốn tiến hóa thì phải ăn thịt người để phát triển. Cái này là hồng tước. Không chơi, để bạn hiểu. Bạn thật sai lầm. Có nhân vật chính của số phận thì sao? Loại âm tàn này thủ đoạn. Đây là nhân vật phản diện. Liên kết nào có vấn đề? Sư phụ, tôi luyện thành công. Anh ấy không cần phải hạnh phúc như vậy. Là luyện thành, nhưng cũng rơi vào ma đạo rồi. Theo hiểu biết của mình, thế giới này đối với người trong ma đạo rất không thân thiện. Nguy hiểm tăng vọt. Đương nhiên, trên bề mặt kiểm tra vẫn là một bộ hài lòng. Không tệ, hiểu biết của bạn nhanh hơn nhiều so với mong đợi của sư phụ. Sư phụ công pháp có thể dùng chút thần thông không? Cảm ơn sư phụ. Miễn là anh ấy tiếp tục mạnh mẽ hơn, tự mình trực tiếp chơi Eagle Soul, thành tích của Yến hoàn toàn ổn định. Hắn cũng biết điều gì đó về Avatar Follow Hỏa Liên. Nỗi kinh hoàng của hoa sen lửa Follow. Bữa tối rất rõ ràng. Nhưng thần thông này không phải là thứ tôi có thể tu luyện bây giờ. Tôi cần phát triển bản thân trước. Sau đó sau khi thu phục được thần hỏa cường đại, phối hợp với thần hỏa thi triển mà đặt vào cảm giác cháy. Muốn đi xa hơn nữa thì cần phải nuốt chửng người. Sư phụ, Đồ Nhi muốn ra ngoài rèn luyện một chút, nhưng có một chút. Sau khi ra ngoài không được tiết lộ tông môn của mình, đừng tiết lộ tên của giáo viên. Đùa, Tiêu Ngạn luyện ma công. Đi ra ngoài báo tông môn báo tên của ta chẳng phải là xong rồi sao? Quy tắc này phải được thiết lập. Sư phụ, đây là không muốn có người đến làm phiền. Hoặc là sư phụ thật ra có kẻ thù đang để mắt tới. Buộc phải ẩn danh. Mình nhất định phải nhanh chóng tu luyện, cố gắng một ngày nào đó có thể trở thành cánh tay trái của sư phụ. Sư phụ Dương và Trung Môn uy danh, ngày này nhất định sẽ không đến quá muộn. Là sư phụ. Công pháp này tôi mới nhập môn, đệ tử ba còn có chỗ không hoàn thiện. Xin sư phụ ngộ đạo cho tôi. Và... Thích mang theo đồ ăn nhẹ lúc nửa đêm, đi thẳng đến Hắc Phong chạy cách Thái Huyền Tông 30 dặm. Trong trại là một nhóm cướp. Cướp nhà. Không ác không làm. Hắc Phong chạy này từng đến Thái Huyền Tông cướp của ta một lần. Đúng là một lô nghèo của Thái Huyền Tông, bọn cướp ở Hắc Phong chạy đều không nhìn thấy. Đi ra ngoài phải học cách che giấu hành xáo của mình. Không được bất cẩn. Phía trước là Hắc Phong trại. Đi đi, làm sư phụ ở đây để ép trận cho bạn. Là sư phụ. Ngài đến chiến trường Hắc Phong của tôi. Nhảm nhí quá. Là anh em ở trung tâm thành phố. Giết hắn đi. Nào, càng nhiều càng tốt. Ha 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 ha.
Chết tiệt, sao anh ta có thể mạnh mẽ như vậy? Cho hay nhàm chán này cũng nên kết thúc rồi. Anh ấy là giúp Hô trở thành thức ăn của tôi phải không? Cảm ơn. Hai cái ở máy bay thời kỳ đầu cũng dám tìm chết khi ta chiến tranh gió đen. Bao nhiêu năm rồi, không ai dám chuyển đến đây để gây rắc rối cho tôi. Kẻ đã giết ta. Chỉ hai ngày đầu định cư. Ai cho các người lá gan? Hôm nay nhất định sẽ vứt bỏ các người. Lực lượng nên bị lột da và chuột giúp mới đúng. Xông đánh chúng tay thì sao? Tôi có sư phụ ở đây, tôi sợ ai? Cho dù là Kim Đan thì sao? Tiêu Mạn cảm thấy hắn hiện đại mạnh đáng sợ. Bỏ cái ảo tưởng chết tiệt này đi. Không phải tại sao lại đến với tôi? Nhìn sen sông núi mà đến Hắc Phong trại chủ nợ Thẩm Xuyên nội tâm không có sóng gió gì. Sức chiến đấu của hắn gấp trăm lần so với khói súng. Báo tên tôi trên đường luân hồi. Giết tất cả chúng tôi cho bạn. Ở dưới có dã không biết Thái Sơn. Xin hãy tha thứ cho tôi. Chế rồi. Chống viêm. Là sư phụ, quả nhiên đại lộ đến ghen. Đạo tổ thường toàn, đừng nói tu tiên giới, ngay cả người phàm cũng sẽ. Di chuyển đơn giản và dễ học, bạn là khai sáng võ quần thì ở trong tay sư phụ thi triển ra. Rất mạnh, lại còn có một chút đáo ngữ. Xem ra chỉ có đánh bại hắn mới có cơ hội sống sót. Mọi người chạy đi. Cả hai đều là ma quỷ. Cứu, các người có thể cùng nhau ra tay với hắn. Nhưng nếu ai chạy. Xong rồi. Phật giận hỏa liên. Trong bọn họ vòng ngược cao nhất cũng là luyện khí tầng 8. Giết như giết heo. Nuốt chừng hàng trăm người. Thế đêm. Tôi chủ thăng các chủ kỳ giữa chiến lược gấp trăm lần cùng đệ tử. Tiểu Yến đem Hắc Phong chuyển lên xuống đều lục soát một phen. Sư phụ, ngươi nói cái gì? Tiểu tử này hoàn toàn là không có sư tự thông. Sư phụ sao thế? Sư phụ, Hắc Phong trại này còn có người ẩn nấp. Sư phụ hẳn là không còn ai nữa. Chúng ta về đi. Thẩm Xuyên không đánh. Chỉ là một nụ cười khó lường. Ăn khuya cũng không hỏi nữa. Sau đó hai người thầy trò cứ như vậy chờ đợi. Tới rồi. Ha ha ha, tôi lại đến đây rồi. Sư phụ, người đánh ta làm gì? Cậu yên lặng một chút được không? Sư phụ hẳn là không còn ai nữa, chúng ta về đi. Không đến nữa. Sư phụ thật sự có người. Ngoài ông lão ra còn có một đứa bé 5-6 tuổi. Làm đi. Là sư phụ. Cái máng chết không còn nữa. Đại nhân, đại nhân. Sư phụ, đứa trẻ này thì sao? Tiêu Ngạn rơi vào im lặng, đứa bé còn nhỏ. Hơi không xuống được. Nếu lớn hơn nữa thì tốt rồi. Bây giờ giết hắn cảm thấy mình có chút tội lỗi. Tên ác đồ này hỏi như thế nào? Để tôi làm chuyện tàn nhẫn này. Tôi là thanh niên bà tốt. Ra ngoài hỏi thăm xem ai không nguyên rủa ta thiện thiện. Ta thẩm thấu tuyệt đối là người tốt hiếm có trong tu tiên giới. Em nghĩ sao? Thanh chỉ định không được. Mặc dù muốn nhưng cũng nhớ. Cho phép anh ta ra đi. Ở bên cạnh cũng không được.
Điều này không tương đương với việc để lại một mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn xung quanh sao? Chỉ định có thể giết, chỉ cần một cái cớ để bản thân cảm thấy thoải mái thôi. Sư phụ nói là có không? Hắc binh chém cho không làm khó. Đô giết cướp bóc. Vẫn là hậu trường buồn. Không phải các ngươi hay không phải người. Ngay cả trẻ con cũng không tha. Con mẹ nó là tài năng. Đồ đệ này thật là thiên mệnh. Nhân vật chính đã hoàn thành là ma đạo Tuấn Kiệt. Hạt giống ma thuật tuyệt vời. Chỉ hợp lý thôi sao? Không hợp lý. Một đứa trẻ nhỏ như vậy không thể mang một cái nồi nặng như vậy. Vẫn phải xem anh ta. Đừng sợ tuyết. Sư phụ, đây là làm gì vậy? Để bạn chọn, bạn không chọn, không cho mặt. Xem ra là có lòng với tôi. Để lại cho bạn như vậy là không thể tin được. Thầy trò này đều là ma quỷ. Không chỉ làm tôi, còn muốn trừ tên chết vào người tôi nữa. Sư phụ, nếu tiểu tử đó chọn đường hoặc đao thì sao? Nếu hắn chọn con dao, chứng minh người này có tâm giết người. Nếu anh ấy chọn John, chứng minh con trai này cực kỳ khôn ngoan. Tuyệt đối không thể ở lại nếu đều chọn chứng minh cái này lòng tham không cạn. Không thể ở lại, hiểu rồi. Chọn cái gì không quan trọng, tất cả chỉ là một hình thức. Tóm lại chỉ một câu thôi. Thật sự là chán. Sư phụ của Nhiên là thiên tài. Không đợi khói thuốc súng khen ngợi, Thẩm Xuyên liền ngắt lời Tiêu Yển Vỗ Mông. Con trai tôi nhớ, đi bộ trên thế giới quan trọng nhất là an toàn. Tuyệt đối không thể bất cần, cắt cỏ không cắt rễ. Nếu một ngày nào đó anh ta rơi xuống vách đá, học thành công, có cơ duyên nghịch thiên trở về tìm sư đồ chúng ta báo thù, chẳng phải rất rắc rối sao? Con người có thể sống cả đời tội lỗi, nhưng tuyệt đối không thể lo lắng sống cả đời. Nhớ nhé. Lời của sư phụ đã chết. Rất tốt, rất dễ dạy. Ồ, đúng rồi, thỉnh thoảng bạn phải đổi thân phận để quay lại giả vờ buồn bã. Xem có ai đến treo lửa không, mới về nhà, cùng nhau đốt. Quốc Bồ Tát thấy nhiều rồi. Quốc Diêm Vương thật sự lần đầu tiên nhìn thấy Diêm Vương, nhìn thấy sư phụ cũng phải thẳng thắn nhận thua đi. Đệ tử đã được dạy, sư phụ trước đây giao thủ với chủ nợ Hắc Phong trại kia. Một viên đá lửa nuốt chửng ngọn lửa của nó. Đồ nhi cảm thấy có chút khó đồng hóa, đầy lu lửa. Như vậy sau này muốn thu phục thần hóa sợ là có chút khó khăn. Sư phụ có thể chỉ điểm đệ tử 1-2 không? Hải Na Bách Xuyên, càng ít chữ càng khó hiểu. Sau khi ăn khuya dường như có chút lo lắng, không hỏi lại. Hầu hết đều cho ăn khuya, tự mình lén giấu một chút. Dù sao đều là một số tài nguyên tu luyện cấp thấp, thiết lập theo người của bạn. Nhưng thứ này tự mình nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Nhưng bản thân rất tham lam. Đương nhiên không phải tự mình dùng. Có đồ đệ này ngoại thân hóa thân ở, bản thân cũng không cần. Bản thân là muốn để lại một ít cho đồ đệ sau này dùng luôn không tốt. Trông quá tồi tàn. Hệ thống thuốc lá tiểu tử kia mấy ngày nay đang làm cái gì? Tiêu Ngoạn đang càn quét thế lực tà ác xung quanh Thái Huyền Tông. Mỗi ngày không phải là đang giết người, mà là đang trên đường đi giết người. Sư tôn ta đan điền khí hải không thể hấp thụ linh khí. Tôi định chịu đựng bằng lửa. Chỉ là bây giờ rồi dám xem bạn và trung đan điền tốt hơn hay bạn và thượng đan điền tốt hơn. Mê mơn lên đan điền là họ gốc. Hạ đan điền là mệnh địa. Trung đan điền là căn cứ của chứng thư. Tính mạng giao nhau là có thể thông qua lớn nhỏ chủ nhật mới có thể đi xa hơn. Lời khuyên của giáo viên là thay thế hạ đan điền bằng hỏa ngưng đan. Đây là thẩm truyền sau khi suy nghĩ nói ra. Đan chiên đều có ích. Khoảng cách giữa thiếu và hoàn chỉnh quá lớn. Khói im lặng. Minh hòa thành đan chờ thay thế đan điền cần phá trước rồi mới lập. Một chút sai lầm là vạn kiếp không thể cứu vãn. Nhưng sư phụ nói cũng đúng. Muốn đi xa hơn dường như cũng chỉ có thể như vậy. Nếu có thể lấy được hoa sen, cũng có thể đảm bảo bản thân an toàn không sao. Xem ra nghi thức thăng cấp kim đan kiếm không thể vội. Giáo viên chỉ cho bạn lời khuyên. Làm thế nào để làm tất cả đều có trái tim của bạn. Sư phụ, đệ tử sẽ không làm người thất vọng. Hai người đàn ông lớn xin một sợi len.
Sự kiện thẻ ngọc gia đình. Nhà họ Tiêu xảy ra chuyện rồi. Sự kiện thẻ ngọc gia đình sư phụ. Nhà họ Tiêu xảy ra chuyện rồi. Tôi phải quay lại. Gia tộc xảy ra chuyện gì vậy? Có nghe chưa? Tiêu Trần lại bắt trước. Phải, phải, giơ chân lên xuống đều bị nhốt vào tù. Đáng tiếc, 3 ngày sau mở ra hỏi chém. Làm sao có thể nổi loạn chống lại cha mình? Thêm tội, ngoài ra không từ. Bản thảo phong trình chủ là sửa đổi của thời kỳ Kim Đan. Trong bản thảo, sửa đổi thời kỳ Kim Đan là tồn tại mạnh nhất. Hơn nữa nhà Sô rõ ràng bị nhắm mục tiêu. Xác suất lớn đằng sau là lợi ích của Mộ Dung Yên. Mộ Dung gia nhất định sẽ phái cường giả đến đây. Ưu tiên bây giờ là tìm hiểu tình hình, sau đó lại cứu người. Này và quan chức vẫn chưa thanh toán. Cảm xúc. Nhà tù được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhà tù chứa đựng hơi thở của thời kỳ Kim Đan. Ra khỏi thành đi. Hàm lượng vàng của cuốn sách này thật sự rất cao. Con chuột nhỏ cuối cùng cũng xuất hiện. Trò chơi chuột cũng nên kết thúc rồi. Ừ. Bầu trời xanh khí hải rõ ràng gấp đôi lại còn có thể giúp cho trình độ tu luyện của nó. Tiểu thiếu gia thật sự không đơn giản. Tiêu Yến nhất định phải có được nguồn tích lũy lớn nào đó. Giết Tiêu Yến. Tích nguyên tự nhiên là của ta. Ngươi là người nhà Mộ Dung, cũng thông minh. Nếu biết, không cần phải đấu tranh vô nghĩa nữa. Yên tâm lên đường, cả gia đình đều ở đây. Trên cầu Nại Hà cũng không cô đơn. Lúc đó còn trẻ đến xuân quang. Hoa mã đạp móng guốc chín kiếm kinh. Yêu hận tình thù theo sóng đến. Mùa hè hát đêm chưa kết thúc. Thời gian sông giải chính hồng liên. Tuổi trẻ trở lại nước mắt. Có gan. Bây giờ đèn thăng trầm không cảm ơn. Vạn linh và chờ không có thiền. Tiêu thiếu gia lo lắng không lên được mục tiêu. Thật sự coi như tiểu gia là bộn nhào không được. Tôi và Kim Đan tỉnh lại khác nhau nhiều như vậy. Chỉ có như vậy thôi sao? Đây là tiểu gia tìm kiếm ở Hắc Phong trại. Kho báu nhặt được.
Tiêu Yến đan điền bày biến không thể chứa được thiên địa linh khí, thậm chí còn có thể giúp đánh vào tu sáu sau này. Cơ duyên thu được thật sự không nhỏ. Lúc trước đến gặp người bán hàng còn cảm thấy tiểu thư thật sự là thừa một phát. Bây giờ xem ra cách làm của tiểu thư không thể đúng hơn. Nếu để Tiêu Yến trưởng thành, tương lai chắc chắn sẽ là một rắc rối lớn. Ngay cả việc lật đổ gia đình Mộ Dung cũng không phải là không thể. Nhưng tôi đã bắt được Tiêu Ngạn và nắm lấy cơ hội. Sau này cũng không còn làm nô lệ nữa. Ha 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 ha. Mẹ kiếp. Cái này bị hỏng rồi. Thằng nhóc chạy ở đâu? Tiểu gia có rất nhiều kho báu. Đồ trong túi đựng đồ của tôi đâu? Muốn chạy trốn? Hôm nay không được giữ bạn. Lão tử đánh vần với bạn rồi. Ngọn lửa mà Tiểu Yến sử dụng lại khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Ngọn lửa này đang thiêu đốt linh hồn, vẫn đang nuốt chửng sức mạnh của tôi. Ngươi đã rơi vào ma đạo rồi. Vì bạn không ngừng theo đuổi, vậy thì cùng chết đi. Cá vàng bạn. Chết tiệt, với thực lực hiện tại của ta của nhiên không thể dễ dàng sử dụng lửa giận thật sự của Phật Liên, chỉ có thể xông qua kích nổ. Nhiều người bị số phận sắp đặt. Đây là kim đan sao? Nốt trang trí kim đan cũng có thể bước vào thời kỳ kim đan, chỉ là ngông lửa chịu. Thật ra không chắc chắn. Tôi lại đến đây. Chúc mừng người dẫn chương trình. Người học việc của ngài đã tìm ra rừng lửa phê dâu trong trận chiến. Ký chủ trực tiếp tu thành và thi triển ra mạnh hơn đồ đệ gấp trăm lần. Không tệ đâu, đệ tử này rất mạnh mẽ. Ngoài ra còn có phần thưởng. Mặc dù còn có phần thưởng, chỉ là nhìn hơi lạ thôi. Nhưng rõ ràng là không phải cho tôi. Mẹ kiếp, Thẩm Xuyên nhất thời không phân biệt được hệ thống rốt cuộc là của ai. Nhưng đệ tử càng mạnh thì hắn càng mạnh. Hắn giữ lại còn không bằng đưa cho đồ đệ đâu. Vật chủ có thể truyền đến bên đệ tử. Xin hỏi máy chủ có gửi không? Truyền. Sư phụ làm tốt lắm. Phần thưởng cho các bạn. Không đợi Tiêu Yển nói gì, Khâu Trồng giống xung quanh lập tức bình tĩnh lại. Đây chính là khuôn mặt của Du Kiếp. Đây chính là khuôn mặt của Du Kiếp. Nhìn khuôn mặt trong tay, Tiêu Ngạn kinh ngạc trước thủ đoạn tối cao của sư phụ phá vỡ hư không, đồng thời trong lòng vô cùng cảm động. Sinh vật như vậy, sư phụ nói cho thì cho, ngoại trừ cha, không ai tốt với mình như vậy. Cũng chính là Tiêu Ngạn không biết ông hầu và bộ. Nếu không cao thấp đến cả một câu chim nhạn bay mất nửa đời, chỉ hận là Phùng Minh chủ công nếu không bỏ. Yến viện bái công làm nghĩa phụ, với hoa sen. Tiêu Yến tự nhiên muốn nhanh chóng tìm một nơi an toàn. Bắt đầu đột phá đường mòn kim đan. Tốt.
Tiếp theo phải đi đột phá kim đan. Về phần cha mình, Tiêu Ngạn không lo lắng. Bọn cháu nhà Mộ Dung còn cần lấy cha mình làm cha. Bây giờ anh ấy xuất hiện, không bắt được cha nó thì sẽ ổn thôi. Còn những người khác của Tiêu gia không nằm trong sự cân nhắc của Tiêu Ngạn. Chất thải, một đống phế liệu, tối con túi rượu lâu như vậy vẫn chưa tìm thấy Tiêu Ngạn. Đưa lời ra ngoài, 3 ngày sau trừ khử Tiêu Thần. Không tin là Tiêu Ngạn kia không hiện thân. Là thành chủ đại nhân. Tiêu Yến, đổ rác sưởi, rác ra ngoài đi. Tiêu Yến, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Yến, đồ hèn nhát, ngươi không quan tâm đến sự sống chết của cha ngươi sao? Tiêu gia mọi người phát ra kim tiêm tố cáo. Thanh chủ đại nhân đã nói với bọn họ rồi. Nhà họ Tiêu gặp phải thảm họa này, tất cả đều là bởi vì Tiêu Yến tặng 3 ngón tay các đầu. Chỉ cần Tiêu Yến xuất hiện, họ có thể bắn. Số người xem vô số, tất cả đều đến xem náo nhiệt. Không phải đâu, Tiêu gia là một trong 3 gia tộc lớn. Đối với hầu hết họ, đó là một sự tồn tại không thể đạt được. Đại gia tộc như vậy đã trở thành thịt cá của Tổ Đao. Đây là lần đầu tiên gặp. Lãnh chúa thành phố, giờ đã đến. Đến lúc cho triển lãm rồi. Theo ý kiến của anh ấy, Tiêu Yến không dám xuất hiện. Lúc trước kim đan của nhà Mộ Dung bị giết, hắn còn có chút lo lắng. Bây giờ có vẻ Tiêu Yến không có tai. Thậm chí kẻ giết người không hẳn là Tiêu Yến, chắc là có người câu cá trong nước bùn. Đội trưởng đắc tội với anh em mình. Không phải nói Tiêu Viêm là phế vật sao? Có thể gặp không khí, rõ ràng đã bước vào thời kỳ kim đan. Có lẽ là hắn uống cái gì đó cưỡng chế tăng lên đan dược. Bạch trêu chọc, dựa vào đan dược có thể có khí thế như hắn bây giờ. Thi thể thật của Tiểu Yến này, tên rác gì? Tôi em là người có ý thức. Trêu chọc cha tôi, ông đã nhìn thấy vị trí lãnh chúa thành phố của ông rồi. Sau khi Tiêu Yến rời khỏi nhà Tiêu, mấy ngày rồi? Tại sao anh ta lại là thời kỳ kim đan? Tốc độ tu luyện này cũng quá phóng đại một chút. Cơ duyên nào mới có thể làm cho hắn không thể hấp thu thiên địa linh khí đan điền khôi phục? Còn có thể nhanh như vậy bước vào thời kỳ kim đan? Hoặc là khói thuốc súng đã đánh bại một vị sư tôn cường đại? Nếu vậy, giao hơi khó. Làm phiền thành chủ đại nhân. Vào hải quan đi, lúc đó còn trẻ. Hoa ngựa đạp móng guốc chín kiếm hương. Yêu hận tình thù theo đó. Mùa hè hát đêm chưa kết thúc. Hoa sen đỏ trên sông dài thời gian. Tuổi trẻ trở lại nước mắt. Có gan. Hôm nay đèn tăng thương không cảm ơn. Tất cả các linh hồn đều chờ lệnh. Tiêu Ngoạn, cho dù người đột phá thời kỳ kim đan thì sao? Người rốt cuộc không phải là đối thủ của ta. Phòng với tay khói, đem đến khi dây quang điện vàng bắn vào cơ thể cha mình. Giải phóng xiềng xích trong cơ thể cha mình, đồng thời để cha mình trở lại trạng thái đỉnh cao. Không ngờ Tiêu Yến lại có thể sợ hãi. Tiêu Yến rời khỏi Tiêu gia mới bao nhiêu ngày? Hắn đã có cơ hội gì? Lý Thành Trúc cũng không tốt lắm phải không? Ha ha ha.
đây là sản phẩm trung cấp. Ngày sau ngày mai Linh bảo là do viện sửa đổi Nguyên Anh luyện. Cho dù là sửa đổi sau này của Kim Đan bị giữ lại trong đó. Nếu không có một cột hương thì xương cốt sẽ không còn nữa. Nhắc nhở bạn một điều, càng đấu tranh thì chết càng nhanh. Ngọn lửa này không thể làm tổn thương tôi. Hóa ra là sức mạnh của loài hoa sen độ kiếp vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Nếu không, thật sự không thể chống lại sức mạnh khủng bố trong làn sóng cá này. Nhưng ăn được. Muốn phá chùa cũng không dễ. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể chờ thời cơ. Lý Mộc Lâm tự tin véo. Dọn chùa đi. Thời gian 2 cột rưỡi. Tiêu Mạn nhất định sẽ biến thành tro tàn. Bây giờ cho dù ngươi là Kim Đan, sau này cũng không phải là người bảo vệ. Mèo mèo. Người đã vào ma đạo. Ngươi rơi vào ma đạo, sớm muộn gì cũng có một ngày không thể sống sót. Không thể. Tôi sẽ đợi cô ở dưới. Vậy còn phải xem Diêm Vương có dám nhận tôi không? Đệ tử của ký chủ thắng trước Kim Đan trung kỳ. Sửa chữa vật chủ tăng lên, gấp trăm lần đệ tử. Lại đột phá rồi. Tốc độ thăng tiến này thực sự là một con bò cái tơ bay lên trời trên tên lửa.